Chào cả nhà, chào đại gia đình nha. Buổi sáng nay là ngày 5 tháng 4. Em xin gửi đến cả nhà những hình ảnh mới nhất về đường phố Sài Gòn. Bây giờ là 7 giờ 58 phút rồi cả nhà. Hôm nay trời buổi sáng thì âm u, có mây che, gió mát thì cảm giác nó mát khỏe, nó không oi bức như những ngày trước. Mấy hôm nay vô mùa nóng á, mùa hè nóng quá cả nhà ơi. Qua Tết là nóng kinh hồn luôn. Đường phố xá thì bữa nay nó cũng hơi tới thời điểm này tới đây mà không kẹt em thấy nó cũng hay hay nè. Hồi bữa tới đây nó kẹt nè, kẹt chậm là tại vì cái người quẹo phải. Cái kênh tàu hũ bữa nay nó bị nước cạn rồi, nhìn không có đẹp lắm. Trời mát là em thích à. Dễ chịu ghê luôn, chứ còn mấy bước kia mới sáng là đã ôi bức thì chịu không nổi luôn. Đường này thì nó có những cái hàng cây đó cả nhà, mát mẻ lắm. Hàng cây này buổi sáng mà nó che nắng chạy mát sướng lắm. Đây là một trong những con đường đẹp nhất ở Sài Gòn. Đường đặc biệt là đi xe máy là không cần theo cái chiều cặp vào sông này là không có đèn đỏ luôn. Đèn đỏ chỉ dành cho những người quẹo trái thôi. Còn mình đi thẳng là cứ đi hoài tới đường hầm luôn, xuyên qua bên hầm qua quận 2 luôn. Quận 2 giờ thành quận Thủ Đức đó cả nhà. Không biết vì lý do gì họ đổi tên thành phố, họ sáp nhập, họ làm thành phố nhỏ nhỏ, nhỏ trong thành phố lớn. Tùm lum hết mà cũng không hiểu nổi. Như cái phường ở Võ Thị Sáu, đường Võ Thị Sáu, rồi cái phường đó hình như đổi là phường Võ Thị Sáu luôn. Nó rất là dài, mỗi lần ghi địa chỉ trong hành chánh rồi sẽ rất là cực đó cả nhà. Tại vì nó dài quá không đủ chỗ ghi, mỗi tay luôn. Phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 gì đó cho nó gọn, thấy không? Phường 7, quận mấy thì nó ra địa chỉ thôi. Này thì họ thích đặt tên theo kiểu ngẫu hứng, đặt sao đặt, chứ còn có cái chuẩn chung thì nó dễ. Bây giờ họ đặt muốn đặt sao đặt cũng chả hiểu nổi. Phường Võ Thị Sáu thêm chữ phường Võ Thị Sáu ba chữ nữa rất là dài. Quá mát luôn cả nhà ơi, con đường này tuyệt vời luôn. Cả nhà thấy không, hàng cây xanh bóng mát luôn, trời mát mà lại có hàng cây nhìn đó. Ở Sài Gòn này á, là người ta kiếm tiền nhiều, người ta có xe đẹp, nhưng mà nói về cảnh quan thiên nhiên rồi đó thì nó rất là thiếu thốn. Cho nên thành phố mà trồng cây, phát triển theo cây, có cây cối này rất là ok luôn. Mấy cây này giống như me tây, phát triển nhanh. Không biết phải không nha, em không rành mấy cành cây đó, nhưng mà nhìn nó che bóng mát rất là nhanh. Rồi, em về à, cả nhà thấy nè, bên cái hiện trường cháy bữa đó, bữa hôm kia kìa. Ở bên đó cháy mười mấy căn nhà đó. Em quay ngang luôn cho cả nhà nhìn nha. Em chuẩn bị lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Đó, cháy đó. Cháy kinh hồn luôn. Mình thấy chỗ đó mặt trước cháy là không có nhiều phải không, nhưng mà nó ở trong nó lan ra cũng nhiều lắm. Nó lan ra vài căn nữa, cho nên là tổng là mười mấy căn lần á. Đây, em quay phải lên cầu Nguyễn Văn Cừ nè. Cầu Nguyễn Cường này thiết kế rất là hay luôn cả nhà. Lên rồi xuống. Bây giờ chuẩn bị bên tay trái phải em có cái đường nó xuống, nó dòng xuống cả nhà thấy không? Nó dòng xuống quận 4 đó. Còn bây giờ mình thẳng mình qua cầu rồi đi qua quận 8 nè. Đó. Cầu này thiết kế rất là hay, chỗ này kỹ sư họ thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Qua đây là đường Dương Bá Trạc hay cả nhà. Dương Bá Trạc quận 8.
Đường bên đây thì chỗ này thì buổi sáng rất là đông, hay kẹt, tại vì như mình là những người đi làm thì từ các quận khác qua quận 7, Bình Chánh. Còn bên mình quận 7 thì họ lại về quận nhất, quận 3 họ làm. Đặc biệt là giới nhà giàu á, quận 7 thì họ đi xe hơi. Họ đi xe hơi qua đây họ làm thì nó xe hơi kẹt rất là nhiều luôn. Thành phố Hồ Chí Minh này nó phát triển rất là nhanh, nhưng mà ngân sách rót vô đây rất ít, cho nên là không có tiền để đầu tư xây dựng hạ tầng, không có phát triển được. Dự án không có nhiều để mà mở rộng. Thành ra thành phố nó vẫn chật chội vậy, nó phát triển rất là bức bí. Hạ tầng giao thông ngoài miền Bắc rất là phát triển, nhưng mà kinh tế không có phát triển đi đôi được. Bên ngoài đó không phải trung tâm kinh tế. Họ xây rồi để trống đó, rồi xe nhiều khi không có ai chạy hết, rồi người ta lên cao tốc, người ta ngồi, người ta chơi luôn. Người chụp hình, người ta ăn nhậu như đó, hoặc là đường trống quá ra nó nằm giữa đường, nó đủ trò hết. Còn bên trong Sài Gòn thì phát triển nhanh nhưng mà người ta không có đầu tư. Chẳng hiểu sao người ta suy nghĩ kiểu gì nữa. Đường xá ngoài đó thì ngon lắm. Rồi, tới đây video cũng hơi dài ha. Em tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Tạm biệt cả nhà.